Xin chào các bạn đã đến với công ty thiết bị điện tử nghe nhìn website camera quay lén 360.com. Thì dạo gần đây rất là nhiều khách hàng gọi điện cũng như là nhắn tin tới với mình là bày tỏ đang quan tâm tới một cái dòng sản phẩm là các bạn là có thể là truyền hình ảnh thông tin từ trong phòng ra bên ngoài các bạn nhé, để người ở ngoài có thể là hỗ trợ giúp các bạn và truyền thông tin ngược lại để cho các bạn biết kết quả các bạn nhé, phù hợp với những bác nào mà đam mê là chơi cờ bạc này, sóc đĩa này đấy, hoặc là truyền những cái thông tin bí mật từ phòng ra bên ngoài, thì các bạn phải mua những cái bộ sản phẩm như thế nào để giúp các bạn là có thể là đạt hiệu quả cao nhất trong công việc các bạn nhé. Thì ở đây trên tay mình đây đang là ba cái bộ sản phẩm. Thứ nhất là một cục phát wifi của Huawei chính hãng các bạn nhé. Đây các bạn hoàn toàn có thể là nhìn với kích thước của nó rất là nhỏ gọn, đây bằng đúng ba đầu ngón tay của mình các bạn nhé. Đây bằng ba đầu ngón tay của mình rất là nhỏ gọn đây. Đây các bạn nhé, rất là nhỏ gọn, các bạn phù hợp với những ai mà để ở cách đấy tầm 10-15 mét là vẫn là ok hết, không nhất thiết là phải lúc nào cũng để cái cục này vào người các bạn nhé. Đây là cục phát wifi và các bạn hoàn toàn có thể là đổi tên wifi của nó được các bạn nhé. Thì những cái mục này là mình sẽ là hướng dẫn sau các bạn nhé. Đây là một cục phát mini cầm tay rất là khỏe này, mà nó có thể là phát ra kết nối với được 10 người các bạn nhé, rất là khỏe các bạn nhé. Đó, cái thứ hai là một bộ tai nghe siêu nhỏ dạng thẻ Mastercard các bạn nhé, hàng chính hãng đây, đằng sau nó có khắc chữ nổi đây các bạn nhé, Speedtech Original Product các bạn nhé. Và những cái dòng sản phẩm này, tai nghe siêu nhỏ này là bên mình đã có những cái clip là phân biệt hàng thật hàng giả cũng như là giới thiệu rất là kỹ tỉ mỉ ở những cái video khác rồi. Thì những bạn nào quan tâm có thể là mình để ở dưới link mô tả của cái clip này, hoặc là các bạn có thể là inbox trực tiếp cho mình qua hai cái số ở đây các bạn nhé, Zalo, điện thoại Zalo là 0969920838 hoặc 0906201256 các bạn nhé, để bên mình có thể là gửi link cho các bạn xem hoặc là hướng dẫn các bạn cũng như là cách cài đặt sử dụng như thế nào các bạn nhé. Đây, và đây là hạt đậu siêu nhỏ các bạn nhé, âm thanh to cực kỳ là chuẩn rõ ràng, giúp các bạn nào có thể là truyền thông tin từ bên ngoài ở trong các bạn nhé. Và cái hạt đậu này đeo vào tai có lộ hay không thì bên mình cũng có clip hết và có rất là nhiều những cái mẹo khác nhau các bạn nhé. Thì ở trên này thì mình chỉ là hướng dẫn các bạn là sử dụng sơ qua để các bạn hoàn toàn có thể là nắm bắt được là khi các bạn nào mua bộ sản phẩm phải mua những cái gì các bạn nhé, cần thiết, còn mẹo sử dụng như thế nào và cách giấu như thế nào thì là các bạn nào ai có nhu cầu mua thì liên hệ trực tiếp với mình qua Zalo 838 1256, để bên mình có những cái clip và hướng dẫn chi tiết cụ thể mình quay gửi riêng các bạn nhé. Chứ mình mà đăng lên đây hết thì nhiều lúc lại lộ hết mà người biết người ta sẽ chống các bạn nhé. Đó, đây là hạt đậu siêu nhỏ các bạn nhé. Đây là bộ sản phẩm mà tai nghe ATM chính hãng. Cái bộ này các bạn hoàn toàn có thể là để túi quần, cặp quần là hoàn toàn vẫn có thể là nghe được các bạn nhé. Và rất là nhiều cách giấu. Đây thì các bạn là cứ kết bạn với mình để mình gửi cho. Đó các bạn nhé. Cái thứ hai, mình nói thêm về cái bộ sản phẩm này. Bộ sản phẩm này là cắm sim các bạn nhé. Tức là các bạn chỉ cần chuẩn bị giúp mình một cái sim các bạn nhé. Chuẩn bị giúp mình một cái sim. Đấy, một cái sim để các bạn cắm vào đây là gọi trực tiếp vào cái sim này, là gọi vào thiết bị này sẽ tự động bắt máy các bạn nhé. Tự động bắt máy để giúp các bạn là đàm thoại hai chiều. Đấy, các bạn vẫn nói vào cái bộ sản phẩm này thì nó sẽ truyền thông tin ngược lại các bạn nhé. Nhưng mà trong cái clip này, nếu mà các bạn nào mà mua thêm camera thì không cần nói nữa, bởi vì camera nó sẽ có chức năng là quay hình ảnh truyền ra ngoài luôn, thì các bạn sẽ không cần nói. Tức là ngồi ở trong phòng các bạn sẽ không cần phải nói bất kỳ một cái gì cả, mà người ở ngoài người ta sẽ là biết hết, người ta sẽ đọc và cho bạn là thông qua chiếc tai nghe siêu nhỏ này các bạn nhé. Và những cái này là mình đã có clip riêng rồi các bạn nhé. Và tiếp tới là cái bộ là truyền hình ảnh ra ngoài, chính là chiếc camera đây các bạn nhé. Hiện tại trên tay mình đây là một chiếc camera V99S các bạn nhé. Thì bộ sản phẩm này cũng có rất là nhiều cách giấu, cách nhiều cách ngụy trang. Thì những bạn nào mà mua hàng bên mình thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách riêng các bạn nhé. Đây, bộ sản phẩm là V99S không pin các bạn nhé. Đọc chữ siêu nét từ xa, đọc chữ rõ nét cả trên máy tính này, đọc chữ rõ nét cả trên giấy này. Đấy, mà nhìn con bài cũng như là nhìn các cái khác là rất là tinh vi, rất là nhỏ là nó đều là nhìn được hết các bạn nhé. Thiết bị này thì ngụy trang mắt cúc áo, và khi các bạn mua sản phẩm bên mình thì sẽ được 7 cái bộ mắt cúc áo như thế này các bạn nhé. Đây, đây các bạn nhé, 7 cái bộ mắt cúc áo ở đây các bạn nhé. Đây là mắt cúc áo giống như cúc áo sơ mi đây, mắt đây con ốc vít kìa bạn nhé. Nhiều bạn mà gắn lên tường giám sát đây thì mắt con ốc vít này cũng là phù hợp luôn các bạn nhé, rất là ok các bạn nhé. Đây mắt cúc áo như áo sơ mi đây, các bạn hoàn toàn có thể là mua thêm những cái bộ mắt cúc áo như này để đồng hành cùng 5 cái mắt cúc áo, hoặc là nhiều ngụy trang lên nhiều cái thiết bị khác các bạn nhé. Đây mắt cúc áo đây, lắp vào đây, đây các bạn nào hoàn toàn có thể là lắp vào đây các bạn nhé, nắp vào đây là được. Các bạn chú ý giúp mình, khi các bạn nắp mắt cúc áo vào đây thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái tầm quan sát của chiếc camera này các bạn nhé. Đây là mình sẽ bỏ ra, còn cách lắp mắt cúc áo cũng như thế nào thì mình cũng có clip riêng hết rồi. Thì mình sẽ để những cái clip là phân tích từng cái loại này các bạn nhé. Đây mình sẽ để gọn đây,
Mình sẽ để cái clip là phân tích cũng như là hướng dẫn từng một cái loại này một ở dưới phần mô tả các bạn nhé. Thì các bạn là cứ vào phần mô tả để xem hoặc kết bạn Zalo là ok các bạn nhé. Đó là đây, và muốn sử dụng chiếc cái bộ sản phẩm này thì các bạn phải bật công tắc nguồn lên các bạn nhé. Đây là nút công tắc nguồn này, khe cắm thẻ nhớ này, reset các kiểu ở đây hết, có hết các bạn nhé. Đây lỗ reset ở đây, đèn trắng ở đây, khe cắm thẻ nhớ các bạn nhé. Khi các bạn mua sản phẩm này thì sẽ được tặng một cái thẻ nhớ chính hãng là 128GB các bạn nhé. Ở đây clip này là mình chỉ test trên thẻ 64GB thôi. Cái phụ kiện kèm theo tai nghe pin cũng đầy đủ hết các bạn nhé. Đó, đây thẻ 64GB để giúp các bạn hoàn toàn có thể là trong quá trình là xem là có thể vừa lưu lại vừa quay vừa xem là đều được hết các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách sử dụng. Đấy, và bây giờ mình sẽ nói thêm ở cái bước này các bạn nhé. Thứ nhất là tai nghe là giúp các bạn là truyền thông tin ra ngoài rồi, thì cái này là không cần nói rồi. Cái cục phát wifi này thì các bạn phải mang theo người, mang theo chiếc camera này để nó lui cái camera này các bạn nhé. Còn điện thoại này của các bạn ở nhà, các bạn chú ý giúp mình nhé. Còn điện thoại của các bạn ở nhà, các bạn chỉ cần là có 3G này, có wifi này, có 4G là các bạn hoàn toàn có thể là giám sát được là trong phòng đang quay gì, đang làm gì, là các bạn xem được trực tiếp trên chiếc điện thoại này hết các bạn nhé. Đấy là lý do vì sao là phải có cục phát wifi, có nghĩa là hai đầu phải thông mạng các bạn nhé, phải thông mạng thì mới xem được. Còn những bạn nào mà không cần cái cục phát wifi này thì các bạn có thể là mang một cái điện thoại khác vào để phát wifi luôn cho cái thiết bị này các bạn nhé. Không nhất thiết là phải cầm cục phát này vào, miễn là có một cái thiết bị nào đó phát được wifi khỏe để lui cái cam này trong phòng là được. Còn điện thoại này là có 3G, 4G wifi lui điện thoại này là được các bạn nhé. Đấy, mục đích của những cái sản phẩm này và chức năng của nó là như vậy. Cục phát là lui cho cam các bạn nhé. Tai nghe siêu nhỏ này là để cục phát với cam là truyền thông tin hình ảnh ra ngoài. Còn tai nghe siêu nhỏ này người khác đọc, người nhà đọc cho các bạn vào đây để các bạn nghe được là nhờ cái bộ tai nghe siêu nhỏ này các bạn nhé. Đây mình sẽ là bỏ bớt những cái phụ kiện này kèm theo các bạn nhé. Thì muốn sử dụng được cái bộ sản phẩm này thì các bạn phải chuẩn bị giúp mình hai cái sim các bạn nhé. Một cái sim lắp vào cái bộ tai nghe siêu nhỏ này, thì là cái sim này thì không cần tiền cũng được, bởi vì nó chỉ là nhận chức năng nhận cuộc gọi thôi, không cần tiền vẫn nhận được cuộc gọi bình thường các bạn nhé. Cứ gọi vào đây nó sẽ tự động nhận cuộc gọi, cứ gọi vào sẽ tự động nhận một cái cuộc gọi các bạn nhé. Còn cái sim này, cái sim này để lắp vào cục phát thì bắt buộc là các bạn là phải chuẩn bị cho mình một cái sim 4G và có đăng ký mạng các bạn nhé. Đó, và ở đây thì cái tai nghe này thì mình sẽ là không test nữa, bởi vì mình có video rồi, nên các bạn là cứ vào phần mô tả hoặc kết bạn Zalo là mình gửi là các bạn sẽ hiểu các bạn nhé. Đó, còn cục phát đây, cục phát các bạn chú ý giúp mình ở đằng sau lưng của nó đây là sẽ có là tên wifi Domino 476B và mật khẩu của nó luôn đây, các bạn hoàn toàn có thể là đổi tên đổi mật khẩu được các bạn nhé. Đó, và phần mô tả thì mình cũng có hướng dẫn hết rồi. Đây, các bạn cậy ra cái bộ sản phẩm này pin được tầm chục tiếng các bạn nhé. Các bạn hoàn toàn có thể là lưu trữ được là trong thời gian là ghi hình ghi nhớ là thoải mái. Đây các bạn nhé, các bạn cắm giúp mình một cái khe sim vào đây. Chú ý nhé, khe của mình đây là khe bé các bạn nhé. Cái khe này của nó là khe nguyên bản, là cái khe to các bạn nhé. Đây là mình cái bé hơn nên mình phải nhét sao cho khéo léo các bạn nhé. Đấy các bạn nhé, phải nhét sao cho khéo léo thì nó mới vào được, mới vào mới ăn sim mới bắt được các bạn nhé. Đấy, nên cái này các bạn phải cẩn thận một chút. Đấy, áng áng như này là không biết được chưa, nhưng mà tí nữa cứ phải là bật lên thì mới biết là khe sim này đã vào đúng khe chưa. Còn khe của nó to là nó to rộng hẳn ra ngoài này này, này mới là khớp khe là nhét vào là ok luôn. Đây là mình đang áng các bạn nhé. Đây và cách bật thì rất là đơn giản thôi. Các bạn chú ý nhé, phải bật cục phát trước khi bật cam các bạn nhé. Đây mình sẽ bật cục phát trước này. Đấy, nó sẽ lên này các bạn nhé. Vạch pin đầy, wifi các thứ đầy đủ hết. Đây, và các bạn đậy cái lắp này vào các bạn nhé. Đậy cái lắp này vào. Đấy, và tên mật khẩu của nó thì ở đây. Các bạn hoàn toàn có thể là mang cái cục phát này là cầm phát di động cho điện thoại cầm tay đi du lịch hoặc là đi chơi cũng được các bạn nhé. Kích thước rất là nhỏ bé thôi. Đây cục phát đây để kết nối luôn cái cam này các bạn nhé. Còn cái cam này các bạn phải khởi động bật nó lên. Đây, khởi động bật lên. Hôm nay mình đang quay ở tối đây các bạn nhé, nên điều kiện ánh sáng nó hơi kém các bạn nhé. Đó, khi các bạn bật cam đèn xanh đèn đỏ lên nhé. Đây nhé, các bạn nhìn này, bật cam đèn xanh đèn đỏ lên này. Đấy, bây giờ các bạn chuẩn bị giúp mình một điện thoại smartphone thông minh các bạn nhé. Ai mà dùng Huawei hay là nói chung là sử dụng hệ điều hành Android thì các bạn vào cửa hàng là CH Play các bạn nhé. Còn ai mà sử dụng là iOS App Store đấy thì vào App Store các bạn nhé, để tải mình vào CH Play. Mình tải phần mềm là HD Minicam.
Đây mình hướng dẫn rất là chi tiết trong clip này các bạn nhé. HD minigam đây mình sẽ tải về các bạn nhé. Đây là mình tải rồi thì thôi, bạn tải về giúp mình. Sau khi tải về trên giao diện của nó là sẽ có như thế này các bạn nhé. HD minigam đây, đó là bước đầu tiên là bật cục phát trước nhá, xong bật cam là hai này. Tai nghe này thì cái này sử dụng rất là dễ lắm các bạn nhé, thì là mình sẽ hướng dẫn sau đây đấy. Và tiếp theo bước một nhá, đây bật cam rồi này, bước tiếp theo này tải phần mềm rồi, xong bây giờ các bạn vào phần tìm wifi của điện thoại các bạn nhé. Bây giờ chiếc camera này sẽ phát ra một cái mã wifi ở đây các bạn nhìn này, 41C91F này, 41C91F chính là cái mã wifi của nó. Các bạn kết nối vào đây các bạn nhé, chọn kết nối luôn đây các bạn nhé, chọn kết nối luôn các bạn nhé. Ở đây nó ghi là đã kết nối rồi, trên này có biểu tượng là ok các bạn nhé. Còn ở đây nó ghi là không có internet hay các thứ thì mặc kệ nó thôi, các bạn cứ kết nối bình thường, cứ làm theo như mình thôi các bạn nhé. Trên này có biểu tượng wifi là được đấy, các bạn thoát hẳn ra màn hình chính như này là bước thứ hai. Bước thứ ba vào phần mềm HD minicam các bạn nhé. Đấy mình nói rất là kỹ trong clip này rồi, nên những bạn nào mà phải là các bạn lên chú ý nghe, các bạn làm theo các bước các bạn nhé. Nhiều người cũng là không kết nối với cái mã wifi này đấy, toàn kết nối với mã wifi nhưng mình xong vào phần mềm cứ bảo không xem được, nhưng mà các bạn đã kết nối với mã wifi của nó đâu. Bước một là kiểu gì thì kiểu là phải kết nối với mã wifi của nó như thế này các bạn nhé. Đấy vào kết nối wifi của nó như này, xong vào đây, vào phần mềm HD minicam các bạn nhé. Đây chỉ là xem nội bộ thôi các bạn nhé, xem nội bộ là xem trên chính cái wifi của nó đấy, có nghĩa là từ khoảng cách từ điện thoại đến cái cam này chỉ tầm được 15 mét thôi đấy, còn đi xa hơn là không xem được, bởi vì mình đang bắt trên chính wifi của nó mà, cũng như là wifi nhà các bạn thôi đấy. Các bạn ở nhà các bạn thì rất là căng, rất là ok, xem căng đét luôn, nhưng mà đi ra ngoài đường cách nhà bạn tầm vài chục mét là sẽ yếu dần, sẽ hết đấy. Nó cũng như vậy các bạn nhé, bắt trên chính wifi của nó là cũng như vậy thôi các bạn nhé. Đây các bạn chấm thẳng vào đây, các bạn chọn skip là để vào xem luôn các bạn nhé. Đó đây mình sẽ lấy đây cái cam đây nhá, đây chất lượng của nó đây, mình sẽ cố định nó vào đây nhá, cố định nó vào nhá để nó đỡ rung đỡ giật các bạn nhá. Đây đây chất lượng của nó thì khỏi phải chê luôn các bạn nhá, với độ phân giải là full 4K siêu LED ở đây các bạn nhá. Đó 4K siêu LED ở đây. Đây mình sẽ là test cho các bạn, là hướng dẫn các bạn là cách chụp hình thôi, bởi vì là mọi người dùng thiết bị này chủ yếu là chụp hình để xem lại thôi chứ các bạn nhé, chứ cũng ít người là quay video. Đây các bạn thấy chụp hình nét cái bức này, muốn chụp lại thì ấn vào đây là chụp một bước này đấy, ấn vào đây là để chụp một bước này. Còn muốn xem lại video, quay video nữa thì ấn vào đây là để quay video, biểu tượng chấm đỏ đây, không muốn quay nữa ấn vào đây là đã lưu thành cái file đấy các bạn nhé. Còn bây giờ là mình sẽ test cho các bạn là xem bằng tiếng Anh các bạn nhé. Đây xem bằng tiếng Anh đây các bạn nhé, tiếng Anh rất là nhỏ đây, trên cái hộp bìa của giấy bóng đèn các bạn nhé. Hộp bìa của giấy bóng đèn thì mình sẽ test cho các bạn là xem cho nó cụ thể là như thế nào nhá. Đây đây nhá, đây zoom này, nét căng luôn các bạn nhá, này rõ nét căng luôn các bạn nhá. Đây còn đây là trên cái soi chữ các bạn nhá, chả cái gì bé bằng chữ các bạn nhá, soi chữ rất là nét rõ ràng đây. Và muốn chụp hình lại các bạn nhé, ấn vào đây để chụp hình lại này, ấn vào đây chụp hình lại này. Còn quay clip thì ấn vào đây. Đó và tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách xem lại các bạn nhé. Đó còn bây giờ mình sẽ là test trên màn hình máy tính cho các bạn đây nhá, test trên màn hình máy tính. Đây mình sẽ để ở khoảng cách đây nhá, tầm 30-35 đi các bạn nhá, rất là nét đây. Đây nhân tính 14 nạn nhân trong vụ xe tải tông nhau vào Hòa Bình này, đêm nay miền Bắc có mưa này lớn này đấy, kết quả thi khối 10 các thứ này đầy đủ hết các bạn nhé, rất là sắc nét, các bạn hoàn toàn có thể zoom được này. Đấy zoom được các bạn nhé. Đây mình đang một tay cầm cam một tay cầm điện thoại thì nó khó đây các bạn nhé. Đấy là đây rất là sắc nét các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách xem lại các bạn nhé, cách xem lại thì làm như thế nào thì các bạn ấn vào hình chữ support ở đây các bạn nhé, ấn vào hình chữ support ở đây. Đây mình sẽ để đây nhá, để gọn mấy cái đồ này ra. Đó mình sẽ ấn vào chữ support đây là để xem lại đây, các bạn zoom lên zoom xuống là thoải mái các bạn nhé. Đó còn chữ record ở đây là xem lại video các bạn nhé, xem lại video hết ở đây. Đó còn bây giờ là đây mình sẽ lại cho các bạn là xem lại, test lại một lần nữa cho chất lượng của nó, cho để các bạn là yên tâm hẳn đi các bạn nhé. Đây chất lượng của nó thì khỏi phải chê luôn các bạn nhé, rất là sắc nét đây rõ ràng. Đó
đây, rồi chữ tiếng Anh những nhất đây thì không phải chê các bạn nhé, đó cực kỳ là sắc nét, nét căng luôn các bạn nhé. Đó là vừa xong mình đã hướng dẫn các bạn là cách xem gần thôi các bạn nhé, chỉ là xem trên chính wifi của cam, còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách xem từ xa một người ở ngoài, cách cả nghìn cây, cả vạn cây mà muốn xem lại, muốn xem thì phải làm như thế nào các bạn nhé. Thì các bạn vào hình bánh răng giúp mình ở đây đó, xong các bạn vào ấn phần mục là ất vai config ở đây các bạn nhé, xong các bạn chọn mục là wifi config đấy. Cái bước này thì các bạn thì cái cục wifi này mới là có tác dụng này, có nghĩa là cái bước này để giúp cài đặt là cái wifi này lui cái cam này các bạn nhé. Đấy là cái bước này đấy, thì các bạn ấn vào chữ đây, wifi của nó đây sẽ ưu tiên wifi gần nhất đây, Dynamo đây 476B chính là tên wifi của nó các bạn nhé. Thì đây mình chọn đúng rồi các bạn nhé, thì mình sẽ nhập mật khẩu vào cho nó, mật khẩu của nó đằng sau lưng đây, GF này nhập đúng nhá, G này hoa hết này, F này 7A này, 7 này A viết hoa này, JM38 này viết hoa luôn này, JM này 38 này. Đấy, xong các bạn phải ấn vào đây để sâu lên xem có đúng không. GF7A này, JM38 là ok, là đúng rồi. Không, các bạn ấn ok vào đây. Ở đây nó lại nói một lần nữa là các bạn có chắc chắn muốn nhập với mật khẩu này không, thì các bạn ấn ok. Nào, ok đây. Là nó sẽ trở về giao diện như thế này các bạn nhé. Thì bước này các bạn bắt buộc là phải thoát ra, thoát ra màn hình chính này các bạn nhé. Các bạn đợi một chút, mình sẽ giải thêm, thích thêm ở cái bước này. Là nhiều người bảo là thế anh ơi, cái wifi này thì nó người ta sẽ nhìn thấy à, nên các bạn yên tâm, cái wifi của cái cam phát ra này khi các bạn kết nối từ xa là nó sẽ tự động mất đi, người khác không thể nào tìm được, trừ khi là các bạn phải chia sẻ các bạn nhé, các bạn phải chia sẻ thì họ mới xem được các bạn nhé. Các bạn để ý ở đây giúp mình các bạn nhé, đây cái mã wifi của nó này là 41C9F nhá, một lát nữa nó sẽ tự động mất đi đây, mình tắt đi, mình bật lên nhá, bật lên là nó sẽ tự động mất cái mã wifi của nó đi khi kết nối từ xa các bạn nhé. Đấy, một cái điểm rất là hay đấy, ở đây thì các bạn sẽ không tìm được cái mã của nó nữa các bạn nhé. Đây đuôi của nó là 10CD và CA2 này các bạn nhé, đây không còn cái mã wifi của nó, trong khi cái đuôi của nó là 41C9F các bạn nhé. Đấy, rất là hay, nó sẽ tự động mất đi để người khác không thể nào tìm được nữa các bạn nhé. Đấy, và bây giờ nó sẽ kết nối với mã wifi nhà mình các bạn nhé, kết nối với mã wifi nhà mình là TP-Link 5864. Thì bây giờ đấy là các bạn hoàn toàn có thể là cầm hai thiết bị này đấy đi cùng nhau, là đi bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc là ở nhà điện thoại này của mình vẫn có thể là xem được các bạn nhé. Đó là cách cài đặt xem từ xa các bạn nhé, mình làm rất là tỉ mỉ, rất là chi tiết, mong các bạn là có thể là xem hết cái video này để giúp các bạn có thể là biết cách cài đặt. Còn cách sử dụng của chiếc tai nghe siêu nhỏ này thì các bạn chuẩn bị giúp mình một cái micro sim các bạn nhé, lớp thứ hai trong tổng 3 lớp này. Này các bạn cắm sim ở đây là các bạn chỉ cần là khởi động lên là các bạn hoàn toàn có thể là sử dụng được cái bộ tai nghe siêu nhỏ này để đàm thoại hai chiều, cứ tự động gọi vào là sẽ nhận cuộc gọi các bạn nhé. Đây mình sẽ gọi vào để test cho các bạn xem qua nhé. Đây mình sẽ cắm sim xuống nhé, cắm sim này, chiều cắm sim sẽ hướng lên cái mặt vàng này các bạn nhé, chiều cắm sim hướng lên mặt vàng này. Đấy, ấn xuống kêu tách giữ sim ở lại, gạt hình chữ nhật này ra ngoài các bạn nhé, gạt hình chữ nhật ra ngoài và giữ cái nút ở bên sườn này, lật đối diện cạnh đây lên các bạn nhìn đây, giữ này, đến khi đèn đây nó phát đỏ ra thì thôi các bạn nhé, giữ đây tầm 5 giây đấy thì đèn đây nó sẽ sáng đỏ lên các bạn nhé. Và bây giờ các bạn sẽ lắp pin và hạt đậu này các bạn nhé, để các bạn nào hoàn toàn có thể là nghe được, mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách lắp pin. Các bạn chú ý giúp mình nhá, theo cái bộ chính hãng này hạt đậu của nó là hạt đậu đen cơ các bạn nhé, nhưng mà nhiều khách đặt hàng quá thì đã hết rồi, còn đây là mình lấy tạm cái hạt đậu vàng các bạn nhé. Hạt đậu đen mới là hạt tốt nhất và pin lâu nhất, lên tới 20 tiếng các bạn nhé, còn đây là cái hạt vàng thôi, thì mình chỉ là test để là hướng dẫn sơ qua thôi, còn video cụ thể là đã có video để dưới link rồi các bạn nhé. Chú ý cái chiều lắp pin này giúp mình nhé, để lắp cái chiều mặt chữ này hướng lên trên này và mặt nhỏ này các bạn nhé, và mặt nhỏ này hướng xuống dưới này các bạn nhé. Đấy, các bạn xoáy vào các bạn nhé, xoáy vừa hết gen thôi, đừng xoáy chặt quá. Đấy các bạn nhé, và bây giờ các bạn sẽ tự động gọi vào cái số điện thoại ở đây, nó sẽ tự động kết nối các bạn nhé. Đây số điện thoại của nó đây là mình vừa ghi ở đây rồi các bạn nhé, đây ghi số điện thoại của nó đây rồi, 0356 này, 356 này, 141 này, 895 này. Đấy, gọi vào đây nó sẽ tự động nhận một cái cuộc gọi các bạn nhé, đây sẽ tự động nhận cuộc gọi luôn.
hai bên đàm thoại 2 triệu đây. Alo. 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 Đây nhá, quần hạt đậu này âm thanh rất là, cũng nghe rất là tốt đây các bạn, để gần đây nó sẽ phát ra âm thanh này. Alo. 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 Đó alo. Đấy, để gần nhau nó sẽ bị sung. Còn các bạn để khoảng cách này, cái bộ này các bạn nhá, đây. Dây vẫn chạy, cứ gọi và tự động gọi nhá. Tự động gọi và sẽ nhận cuộc gọi đây, cứ gọi liên tục các bạn nhá. Gọi liên tục không ngừng nghỉ cũng được. Cứ cắt lại gọi, thay nhau gọi ở đây được hết các bạn nhé. Đây, cứ gọi vào là sẽ tự động bắt bộ máy đây. Alo. Đây mình để gần đây nhá. Alo. 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 Đấy các bạn nhé. Đây, mình sẽ bỏ ra đây các bạn nhé. Cứ gọi vào là sẽ tự động nhận cuộc gọi, cứ gọi vào tự động nhận cuộc gọi các bạn nhé. Đó, pin của nó sử dụng liên tục được tầm 5 đến 6 tiếng liên tục các bạn nhé. Hạt đậu đen theo bộ của nó dùng được 20 tiếng. Đây là những cái bộ chính hãng hết các bạn nhé. Bên mình có clip phân biệt rõ ràng rồi. Cứ gọi vào tự động nhận cuộc gọi thì khoảng cách cái này các bạn để tầm 20-30cm hoặc là 5-60cm, cái để cặp quần cũng được là đều ok, nghe rõ ràng hết các bạn nhé. Đó, và bây giờ các bạn sẽ trở lại cái phần mềm lúc nãy để các bạn xem lại các bạn nhé. Cái mục kết nối là đã hiển thị chưa các bạn nhé. Đợi đây nó collecting các bạn nhé. Các bạn chú ý giúp mình là đây, nó online, phải online mới xem được các bạn nhé. Chú ý giúp mình là cái sim mình lắp vào đây là cái sim nó chỉ có ít dung lượng thôi các bạn nhé. Những bạn nào mà dùng đây thì lên sử dụng cái tốc độ cao đủ dung lượng các bạn, như này thì đã cài đặt xem từ xa được rồi các bạn nhé. Đây, cài đặt xem từ xa được hết được rồi. Bây giờ mình có thể là bật 3G các bạn nhé, bật 3G, bật wifi đều được hết các bạn nhé, là các bạn hoàn toàn có thể là xem được từ xa không giới hạn khoảng cách, dù bạn ở bất cứ nơi đâu các bạn nhé. Đây mình chấm thẳng vào đây các bạn nhé, đây chạm vào đây để xem luôn các bạn nhé. Đây là chất lượng hình ảnh xem từ xa các bạn nhé, cực kỳ là rõ nét, sắc nét, nét căng luôn các bạn nhé, full 4K siêu nét đó các bạn nhé, rất là tốt. Đây xem từ xa không giới hạn khoảng cách nhé, không rung không giật đó. Và vừa xong là mình đã hướng dẫn các bạn là cách cài đặt cũng như là cách xem từ xa của cái bộ combo các bạn nhé, giúp các bạn có thể là truyền thông tin từ bên trong phòng ra bên ngoài và người ở ngoài đọc cho các bạn là cách như thế nào các bạn nhé. Và ở dưới cái phần mô tả của cái clip này là mình đã để những cái link và hướng dẫn sử dụng chi tiết của những cái loại này, các bạn hoàn toàn có thể là đọc tìm hiểu thêm, hoặc là những bạn nào mà muốn tò mò thêm thì cứ kết bạn Zalo với mình theo hai cái số điện thoại ở đây là 0969920838 hoặc 0906201256 các bạn nhé. Bên mình có thể là tư vấn hoặc là gửi video cho các bạn. Nếu mà các bạn thấy kênh YouTube của mình hay thì hãy nhớ đăng ký kênh YouTube của mình để nhận những cái phần quà cũng như là nhận những cái thông báo mới nhất từ bên mình là đăng lên các bạn nhé. Và tới thời điểm hiện tại bây giờ là mình khẳng định rằng là không ở đâu người ta hướng dẫn chi tiết như ở bên mình cả các bạn nhé. Là những bạn nào mà muốn tìm hiểu hoặc là đam mê những cái dòng mà siêu nhỏ ngụy trang thì hoàn toàn có thể là vào website hoặc là vào kênh YouTube của mình để tham khảo. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.